Nhân dịp đầu năm mới dâm dần 2022, sáng nay ngày 11 tháng 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã đến thăm động viên ra quân sản xuất đầu năm và kiểm tra thực tế một số hạng mục dự án tại quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà, Suối Mơ. Trong không khí xuân mới, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc năm mới đến công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời và ghi nhận những đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển của thành phố. Tại buổi gặp mặt, đại diện doanh nghiệp đã báo cáo tình hình hoạt động của quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ thời gian qua và đề xuất một số kiến nghị với thành phố để tiếp tục phát triển các dự án du lịch trong thời gian đến tại Đà Nẵng. Thông tin chi tiết đã phát thanh truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.